and we are my friends, Tom and Tien. We are from class 983. As you know, besides the benefits of playing mobile games such as relieving stress, making new friends, and more intelligent, playing mobile games and spending a lot of time for it bring us many significant harm. So today we have a drama about negative effects of playing mobile games. It will help you better understand about this issue. The drama for permission to start. Playing all again, okay? No, I don't think so. Well,
Jim, how many years? Yeah. And you ever think, as a student like this animal, when you're moving to the model of life, you're like, I have what to do. This is like, this is a massive thing. Yes, I got it. I just got it. Let's do it. I said, you can do it. Back it. Yeah. Hey, Jim. I need your help. About my email and my homework. Okay, I will have you. Hey Grant, how can I do with the egg? You can do like this? Yeah, like this? Okay. Okay. Day by day, he is hardworking. He's still trying to learn better. And her result is... 2 weeks later. Mom! What is my test? Wow, your mind's better. Well done. Okay, I just found a way to do it better. Keep going, you can do it. I'm so proud of you. Thank you. Before everything are too late, don't let us come to you is from a beneficial. How important you are, if you want it, you can do it. Nothing is impossible. Because you couldn't and do not spend so much time for playing games, because it's not good for your life in future. A day is over, thank you for watching and listening. Hiện nay, việc chơi game điện tử xảy ra rất nhiều, không chỉ có ở học sinh, trẻ em cũng như là ở người lớn. Việc chơi game điện tử và dành quá nhiều thời gian vào nó sẽ mang đến cho chúng ta vô vàn tác hại, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần cũng như là kết quả trong học tập và công việc. Vì vậy, thông qua tiểu phẩm của chúng em ngày hôm nay, chúng em muốn gửi đến tất cả mọi người một thông điệp, chính là hãy đừng lãng phí thời gian của mình vào những việc vô bổ, hãy tránh xa những tác hại mà game mang lại và sử dụng thời gian của mình một cách hợp lý hơn. Tiểu phẩm của chúng em đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.